Chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc điện thoại Sony Xperia C3. Như vậy là chúng ta có thêm một cái sản phẩm tầm trung nữa của Sony với màn hình lớn và cấu hình với bộ xử lý Snapdragon 400. Vậy thì cái sản phẩm này có gì đặc biệt? Như các bạn thấy trên video thì chiếc điện thoại này có một cái camera đằng trước rất là lớn và bên cạnh đó có một cái đèn flash. Như vậy là cái sản phẩm này sẽ hướng đến cho những người thích chụp ảnh, thích tự chụp ảnh, hay còn gọi là chụp ảnh tự xướng. Như vậy thì chúng ta sẽ nói về cái chiếc điện thoại này. Đầu tiên là về thiết kế. Sony vẫn giữ cái kiểu dáng thiết kế omnibalance quen thuộc, với các cạnh được thiết kế đối xứng, nhìn rất là đều. Đặc biệt là cái sản phẩm này có cái trọng lượng rất là nhẹ, nó chỉ có 150g nhưng mà vẫn sở hữu cái màn hình lên tới 5.5 inch. Ở mặt trước thì cái màn hình chúng ta có là một cái màn hình LCD với tấm nền IPS có kích thước 5.5 inch và độ phân giải là 720x1280. Phía trên thì chúng ta cái camera lát mình sẽ nói sau. Chúng ta vẫn có một cái loa thoại lớn và một cái micro lớn cũng được thiết kế đối xứng như vậy. Về phía mặt sau chúng ta có một cái camera có độ phân giải là 8 chấm cùng với đèn flash, micro phụ cũng như là loa ngoài nằm ở dưới ở đây. Chiếc máy này vẫn có kết nối NFC để chúng ta có thể giao tiếp được với nhiều thiết bị khác dễ dàng hơn. Thì cái mặt sau của máy nó được thiết kế là lớp nhựa nhẵn. Thì cái lớp nhựa này sẽ chống bám vân tay với lại bám bẩn khá là tốt, không như là một số cái chất liệu nhựa bóng trên con M2 hay là con Xperia T2. Ở cạnh bên phải vẫn là cái nút nguồn quen thuộc của Sony. Nó đã được thiết kế nhỏ hơn một xíu, không có cái đường viền bao quanh cái nút nguồn. Chúng ta vẫn có phím tăng giảm âm lượng và phím chụp ảnh riêng rất là quen thuộc của Sony. Đây là phiên bản Xperia C3 có hỗ trợ hai khe cắm SIM và nó được thiết kế liền nhau hai khe micro này, rất là hay. Ở bên cạnh trái thì chúng ta có cổng micro USB được thiết kế không có nắp đậy cũng như là khe cắm thẻ micro SD. Ở bên cạnh dưới thì không có gì cả. Ở bên cạnh trên thì vẫn là cái cổng 3.5 dành cho tai nghe cũng như là đầu ra âm thanh. Trở lại với chiếc Xperia C3, mình sẽ nói những cái sự khác biệt so với một số cái dòng sản phẩm tầm trung khác của Sony như M2 hay là Xperia T2 Ultra. Thì đầu tiên là chiếc máy này nó có giao diện gần giống với T2 Ultra, đặc biệt là cái độ phân giải hiển thị khi hiện trên màn hình. Tức là bạn sẽ có một cái không gian hiển thị ở độ phân giải là 480x805. Nó khác một chút so với Xperia Z2 và cả M2 là 360x640. Chúng ta có 5 hàng icon rộng hơn, menu cũng rộng hơn. Khi mà coi web thì cái không gian hiển thị nó sẽ nhiều hơn chiếc Xperia Z2 và cả Xperia M2. Tiếp đến là nó sử dụng cấu hình với bộ xử lý lõi tứ 1.4 Qualcomm Snapdragon 400 và rất tiếc là RAM chỉ có 1GB. Thì khi mà một số cái ứng dụng nặng thì nó có thể hoạt động hơi chậm một xíu. Với lại máy này cũng là mới là máy thử nghiệm thôi. Mình sẽ nói về camera một chút. Thì camera, đặc điểm chính của chiếc máy này là hỗ trợ camera trước có góc rộng là 25. Nó có tiêu cự cố định và đặc biệt là có đèn flash. Thì cái chất lượng theo mình đánh giá là khá là tốt, trong có thể gần như là tốt nhất trong số tất cả những máy có camera trước và có thể sánh ngang được với một số điện thoại như Design 816 hay là HTC One M8 của HTC. Tuy nhiên cái đèn flash này nó sinh ra không chỉ là cho bạn có thể là chụp hình trong điều kiện thiếu sáng mà nó còn giúp bạn có một số cái hiệu ứng để chúng ta có thể làm đẹp chính bản thân mình. Ví dụ như là mình có thể trang điểm cho cái khuôn mặt của mình. Khi mà đèn flash hiện lên thì cái mắt của mình nó sẽ có những cái hiệu ứng, nó gọi là Magic Beam. Mình có thể chọn những cái hiệu ứng, ví dụ như là hiệu ứng trái tim. Trên mắt mình sẽ hiển thị trái tim, nhìn rất là long lanh. Ngoài ra thì camera trước cũng có khá nhiều tùy chỉnh, ví dụ như là hiệu ứng AR Effect Manual cũng như là chụp tự động cao cấp. Mình vô AR Effect xem.
Mình chọn camera trước, xoay ra. Đấy. Thì như vậy là với một thiết kế mặc dù là 5,5 có vẻ là hơi lớn, nhưng bạn sẽ có một cái không gian hiển thị rộng tương tự như là một chiếc Xperia T2 Ultra. Đồng thời, máy có cấu hình đáp ứng hầu hết những nhu cầu sử dụng bình thường, đặc biệt là camera trước có độ phân giải 5 chấm và đèn flash, cùng bộ công cụ Pro Selfie có thể giúp bạn có được những bức ảnh tự sướng rất là độc đáo và ấn tượng. Vâng, xin cảm ơn.